Đây là chương trình được phục dựng. Một số sự kiện và tên nhân vật đã bị thay đổi. Câu chuyện quý vị sắp theo dõi được tái hiện từ những ghi chép về các sự kiện có thật trong lịch sử. Cuộc tấn công Panama nổ ra quá sớm. Và lực lượng biệt kích hải quân Mỹ, gọi tắt là Navy SEALs, đã rơi vào một trận chiến ác liệt. Trong cảnh bom rơi đạn nổ, các đặc nhiệm người nhái phải dò tìm mục tiêu trong vùng nước nguy hiểm. Nhiệm vụ của họ là ngăn cản, không để tên độc tài Manuel Noriega thoát khỏi vòng công lý. Năm 1961, một đội đặc nhiệm tình nguyện được thành lập để thực hiện các chiến dịch bí mật trên bộ, trên không và trên biển. Tất cả mọi nhiệm vụ phải được bảo mật vì an ninh quốc gia. Họ là ai và những gì họ làm đều được giấu kín. Dựa vào những báo cáo tối mật thu thập được, chúng tôi sẽ mang tới những câu chuyện chưa kể về đặc nhiệm Navy SEAL. Ngày 16 tháng 12 năm 1989, một sĩ quan hải quân Mỹ cùng vợ đã bị các binh lính Panama chặn lại tại một trạm kiểm soát bên đường ở thành phố Panama. Đại úy Marcos là một trong 35.000 công dân Mỹ đang sống và làm việc tại Panama. Viên đại úy và vợ của mình đang trên đường trở về nhà ở căn cứ hải quân Rodman. Thế nhưng, họ lại trở thành nạn nhân cho chế độ tàn bạo của Manuel Noriega. Lực lượng vũ trang Panama, gọi tắt là PDF, là quân đội riêng của Noriega. Toàn lính áp giải cặp vợ chồng người Mỹ vào trụ sở để tra khảo. Sự căng thẳng vốn đã tồn tại giữa Panama và Mỹ. Nhưng mối quan hệ ấy sắp trở nên tồi tệ hơn. I am an American naval officer. Mentiroso que you have no right to hold us. Eres de la CIA. No, y te vas. Call the base duty officer. Dímelo, ahorita, admítemelo. The Panamanians accused the American of being a spy. Người Panama buộc tội viên đại úy người Mỹ là gián điệp. Call the base duty officer. Dímelo, ahorita, admítemelo, y te vas. I am an American naval officer. No! No! Sau đó, đại úy Marcos đã bị cách ly khỏi vợ mình. Còn bà vợ thì bị đối xử tàn bạo. Cuộc thẩm vấn kéo dài suốt nhiều giờ liền. Đêm hôm đó, cặp vợ chồng viên đại úy đã được đưa đến một địa điểm hoang vắng ở ngoại ô thành phố. Họ đã chuẩn bị tinh thần rằng có thể mình sẽ bị hành quyết. Thế nhưng, họ lại được phóng thích. Khoảng 2 giờ sáng, vợ chồng đại úy Marcos mới về đến căn cứ hải quân Rodman. Họ đã báo cáo với các nhà cầm quyền Mỹ về trải nghiệm đáng sợ ấy. Đây là cuộc tấn công thứ hai nhằm vào người Mỹ trong tối hôm đó. Cả hai sự việc xảy ra cách nhau chỉ vài phút và đều ở cùng một trạm kiểm soát. Lực lượng vũ trang Panama đã nã súng vào một xe chở các lính thủy đánh bộ Mỹ. Một binh sĩ đã bị thương.
còn đại úy Robert Paz thì thiệt mạng. Bạo lực vốn không phải là điều xa lạ ở đất nước Trung Mỹ nhỏ bé này. Throughout the 1980s, Panama was gripped in a stranglehold by General Manuel Noriega. The dictator allowed Colombia's infamous Medellin drug cartel to use his country as a shipment point for drugs headed north. In exchange, Noriega received millions of dollars in bribes and payoffs. In February 1988, he was indicted in a U.S. federal court on charges of drug trafficking and money laundering. 15 months later, diplomatic pressure from the U.S. resulted in Panama's first democratic election in 5 years. Noriega lost the election by a landslide, but he refused to relinquish control of the country. President George Bush urged the dictator to listen to the Panamanian people. Tổng thống Mỹ George Bush đã hối thúc Noriega thuận theo ý muốn của người dân Panama. Hầu hết mọi người đều đã nghe thấy tiếng nói đòi dân chủ vang vọng và rõ ràng đến mức thậm chí cả tướng Noriega cũng sẽ phải nghe theo. Thế nhưng Noriega đã từ chối. Với sự hỗ trợ của quân đội Panama, hắn quyết tâm loại bỏ tất cả những mối đe dọa đối với quyền lực của mình. Khán giả truyền hình trên toàn thế giới đã chứng kiến phản ứng thô bạo của tên độc tài trước kết quả của cuộc bầu cử. Camera đã ghi lại hình ảnh cho thấy lính của Noriega lùng sục khắp nơi để truy tìm phó tổng thống vừa đắc cử. Billy Ford bị đánh gần chết trên đường phố tại chính thủ đô nước mình. Trước tình trạng bạo lực này, Mỹ đã cắt đứt quan hệ ngoại giao và áp đặt các biện pháp cấm vận kinh tế với Panama. Vào ngày 15 tháng 12 năm 1989, Noriega đã tuyên bố trước Quốc hội rằng giữa Panama và Mỹ chỉ còn chiến tranh. Tổng thống Bush yêu cầu hành động. Các công dân Mỹ ở Panama đã bị tấn công. Tổng thống ra lệnh quân đội Mỹ tấn công Panama và bắt giữ Manuel Noriega. Trong một chiến dịch mang tên Just Cause. Các hoạt động bí mật đóng vai trò quan trọng trong cuộc tấn công. Bộ chỉ huy tác chiến đặc biệt, gọi tắt là JSOC, được giao nhiệm vụ chặn hai đường trốn chạy của Noriega. Theo tin tức tình báo, Noriega đã lên kế hoạch để tẩu thoát bằng đường hàng không hoặc đường biển. Đội 4 của SEAL sẽ phá hủy chiếc máy bay Learjet của Noriega tại sân bay Baitila. Đội 2 của SEAL do Hank Carson chỉ huy sẽ chặn tuyến đường trên biển của hắn. Đội của Carson được lệnh khống chế pháo hạm của tên độc tài đóng ở cảng Balboa. Nó sẽ được chuyển giao cho chính phủ mới sau cuộc tấn công. Tuy nhiên, Carson thấy kế hoạch này có vấn đề. Nhiệm vụ này đã đặt đội của ông cũng như toàn bộ cuộc tấn công rơi vào tình thế nguy hiểm. Pháo hạm của Noriega được trang bị rất nhiều vũ khí. Đằng trước và đằng sau đều gắn súng 12,7 ly. Đây thực sự là mối đe dọa đối với máy bay và bộ binh Mỹ trong khu vực. Giải pháp của Carson rất đơn giản, nhưng nguy hiểm chết người. Các người nhái của SEAL sẽ gắn chất nổ có sức công phá mạnh vào pháo hạm của Noriega và cho phát nổ. Các nhà hoạch định chiến lược của JSOC cuối cùng đã đồng ý làm theo kế hoạch của Carson. Chỉ huy Carson không muốn để người của mình lâm trận mà không có ông. Vì thế, ông đích thân chở 4 thợ lặn của SEAL trên chiếc xuồng Zodiac vượt kênh đào. Hai đội lặn sẽ được đưa tới vị trí cách mục tiêu khoảng vài trăm mét để thực hiện nhiệm vụ. We'll have two teams. Garfield,
Taylor, you're gonna be number one. Cao Su, Zodiac. Vancourt, you and Connelly are gonna be number two. Hai cặp lặn được triển khai để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi đội sẽ mang lượng chất nổ C4 đủ để phá hủy pháo hạm. Nếu một đội bị bắt giữ hoặc hy sinh, đội còn lại vẫn có thể tiếp cận mục tiêu và thực hiện nhiệm vụ. Đội của Carson đã chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình ở căn cứ SEAL tại Little Creek, Virginia. Viên chỉ huy đã hướng dẫn lính của mình cách thực hiện một vụ nổ dưới nước theo kiểu truyền thống. Những loại chất nổ tối tân không được đưa vào sử dụng. Họ không gắn mìn từ tính lên thân nhôm của pháo hạm. Thay vào đó, các người nhái sẽ mang hai bọc thuốc nổ C4 với tổng trọng lượng khoảng 18 kg. Thiết kế vải bạt đơn giản này được phát triển trong Thế chiến thứ hai. Nhờ vậy, khối thuốc nổ có thể dễ dàng được buộc vào chân vịt của pháo hạm. Sự hiện diện duy nhất của công nghệ hiện đại là thiết bị hẹn giờ điện tử. Con tàu sẽ bị phá hủy vào đúng 1 giờ sáng, thời điểm cuộc tấn công bắt đầu. Khi đội 2 của SEAL chuẩn bị xuất phát từ Panama, chỉ huy Mike Dillon sẽ chỉ đạo cho một đội khác của SEAL ở căn cứ hải quân Redman. Họ đã được giao một nhiệm vụ đặc biệt. Một nhóm quân lớn của SEAL sẽ thâm nhập vào sân bay Patila và khống chế phi cơ riêng của Noriega. Tại sân bay có từ 10 đến 30 tên lính vũ trang Panama. Đội ở Patila sẽ phải đột kích một cách bất ngờ và phong tỏa sân bay. Đây là một nhiệm vụ đòi hỏi sự chính xác. Cả phi cơ và pháo hạm của Noriega phải bị phá hủy vào đúng 1 giờ sáng. Hai nhóm tác chiến của SEAL phải rời xa mục tiêu của mình khi cuộc tấn công bắt đầu. Đội của Carson được triển khai đến Panama ngay đêm trước ngày diễn ra chiến dịch Just Cause. Họ nằm trong số 7.000 lính Mỹ được không vận tới đất nước Trung Mỹ nhỏ bé này. Tại đây, họ sẽ gia nhập vào các đơn vị quân đội đã đồn trú trong khu vực. Tổng cộng có 22.000 binh sĩ được triển khai. Khi đến Rodman, Carson và người của ông có thể nhìn thấy mục tiêu ở phía bên kia kênh đào. Pháo hạm Presidente Porras của tên độc tài đậu cách căn cứ chỉ 3,2 cây số. Do con tàu đậu gần lối vào kênh đào, nên Noriega có thể dễ dàng dùng nó để đào tẩu ra Thái Bình Dương. Chỉ huy Carson tập hợp lính của mình để chỉ đạo lần cuối. Đặc nhiệm Navy SEAL sẽ rời Rodman vào đúng 11 giờ đêm. Các người nhái có 45 phút để định vị thân pháo hạm dưới làn nước tối tăm. Họ sẽ gắn thuốc nổ và bơi về nơi an toàn trước khi cuộc tấn công bắt đầu. Chiếc tàu sẽ nổ vào lúc 1 giờ sáng, cùng thời điểm khi bộ binh Mỹ bắt đầu tấn công thành phố. Đội của Carson sẽ mở màn chiến dịch Just Cause. Khi thời điểm của cuộc tấn công gần kề, các tiểu đoàn xe tăng hạng nhẹ và bộ binh đã vào vị trí. Lầu Năm Góc nói với báo giới rằng họ đang thực hiện đợt tập huấn thường kỳ. Họ không muốn rút dây động rừng. Ở Rodman, đặc nhiệm SEAL đang kiểm tra trang thiết bị và chuẩn bị sẵn sàng. Một đội hỗ trợ hỏa lực mang theo súng 12,7 ly và súng phóng lựu sẽ ở lại trên cảng.
các xạ thủ sẽ yểm trợ cho các đặc nhiệm SEAL khi họ vượt qua kênh đào. Các người nhái được trang bị máy thở Draeger, một thiết bị thở chu trình kín, thay vì các bình dưỡng khí. Máy Draeger tái tạo oxy, loại bỏ bong bóng nhằm tránh làm lộ vị trí của người nhái. Kín đáo là vậy, nhưng chúng chỉ có thể được dùng dưới độ sâu không quá 7,6 mét. Nếu lặn sâu hơn, thợ lặn có thể bị ngộ độc oxy hoặc mắc hội chứng khí ép. Ngay trước 11 giờ đêm, các chỉ huy nhận được một tin khẩn. Lực lượng vũ trang Panama đã phát hiện thấy máy bay Mỹ thâm nhập vào khu vực. Các máy bay vận tải hạng nặng C-5 và C-130 chuyên chở binh lính và thiết bị hạng nặng đã bị các radar phát hiện. Lực lượng vũ trang Panama đã đặt tất cả các đơn vị trong tình trạng báo động. Dù người Mỹ có đang toan tính gì, thì người Panama cũng sẵn sàng đối phó. Carson đã nhận được tin này từ JSOC ngay khi đội của ông chuẩn bị triển khai. Chỉ huy Carson đã được lệnh cho nổ mục tiêu lúc 12:30, sớm hơn kế hoạch nửa tiếng. Nhưng kế hoạch lặn của Carson đã được chuẩn bị từ trước, thiết bị hẹn giờ đã được cài đặt. Bất kỳ sự thay đổi nào cũng có thể đẩy nhiệm vụ lần này, cũng như người của ông, vào tình thế nguy hiểm. Họ sẽ phải điều chỉnh lại tất cả khi đang di chuyển và trong bóng tối. Chỉ huy Carson phải đưa ra một quyết định bất khả thi. Với tư cách là một sĩ quan, ông phải tuân theo mệnh lệnh. Nhưng nếu thuốc nổ bị kích hoạt quá sớm, thì lính của ông sẽ chết và nhiệm vụ bắt giữ Noriega sẽ thất bại từ trước khi bắt đầu. Vào ngày 19 tháng 12 năm 1989, các lực lượng quân đội Mỹ đã sẵn sàng tấn công Panama trong chiến dịch có tên Just Cause. Lực lượng Navy SEAL là một phần trong chiến dịch bí mật nhằm phá hủy con tàu sẽ giúp Noriega đào tẩu. 2 tiếng trước khi cuộc tấn công bắt đầu, các chỉ huy đã ra lệnh cho Navy SEAL phải thực hiện kế hoạch sớm hơn 30 phút. To shave 30 minutes off their mission. Nhưng chiến lược của chỉ huy Hank Carson phụ thuộc vào việc căn giờ chính xác và yếu tố bất ngờ. Sự thành bại của nhiệm vụ này và mạng sống của các binh sĩ dưới quyền ông sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của ông lúc này. Chỉ huy Carson đã có một hành động liều lĩnh. Ông báo với cấp trên rằng mình không thể liên lạc được với các người nhái. Họ đã ở dưới nước mất rồi. Như vậy, kế hoạch sẽ được tiến hành như ban đầu. Họ sẽ cho nổ chiếc tàu vào đúng 1 giờ sáng. Vào 11 giờ đêm, các đặc nhiệm SEAL đã yên vị trong 2 chiếc xuồng cao su Zodiac. Họ di chuyển theo đường zigzag, từ từ băng qua kênh đào để tránh gây sự chú ý. Ngoài chỉ huy Carson, còn có 4 người nhái cùng 2 người lái xuồng và 2 xạ thủ súng máy M16. Các thành viên trong đội phải quan sát mọi động tĩnh để đề phòng tàu tuần tra của đối phương.
đi được nửa chặng đường thì một động cơ có dấu hiệu chết máy. Họ không thể để mình mắc kẹt giữa dòng nước trong vùng kiểm soát của địch. Động cơ chết máy ngay khi họ vừa lẩn vào được bóng tối gần bờ. Một lúc sau, người lính canh phát hiện một tàu trinh sát Panama đang hướng về phía họ. Các đặc nhiệm SEAL bất động. Và chiếc tàu tuần tra phóng vụt qua họ. Mặt biển lại im ắng trở lại và họ có thể tiếp tục tiến về điểm chèn thuốc nổ. Nhưng giờ đây, một chiếc xuồng đã chết máy. Chỉ huy Carson sẽ phải đưa các thợ lặn đi thành hai lượt và điều này khiến nguy cơ bị lộ tăng lên gấp đôi. Họ sẽ tiếp cận gần hơn tới mục tiêu để bù vào khoảng thời gian đã mất. Tàu của Noriega chỉ đậu cách khu vực này 140 mét. Gần đó có một chiếc tàu của Liên Xô. Chiếc tàu mà Liên Xô khẳng định là tàu đánh cá. The US military suspected it was a spy vessel. Cặp lặn số 1 đã lọt vào bên trong kênh đào đúng lúc 11:30. Họ có 90 phút để tiếp cận mục tiêu và bơi về nơi an toàn. Để định vị trong làn nước tối đen, các người nhái đã sử dụng một chiếc la bàn dạ quang. Họ đếm số lần đạp chân trong lúc bơi để đo khoảng cách. Khi lặn, cách thức truyền tin duy nhất của họ là dùng ngôn ngữ cử chỉ. Trong khi đó, chỉ huy Carson quay trở lại với cặp lặn số 2. Họ đã cập bờ bên kia chậm hơn 5 phút so với kế hoạch. Để gặp được cặp lặn số 1 ở chỗ mục tiêu, họ sẽ phải giảm thời gian lặn trong nước. Chỉ huy Carson đã buộc hai chiếc bè vào với nhau. Ông điều khiển cả hai về bờ bên kia để thay động cơ bị hỏng. Sẽ cần đến cả hai chiếc bè để có thể đưa được bốn người nhái trở về. Được nửa đường, chỉ huy Carson lại nhận được một tin khẩn khác từ JSOC. Chiến dịch đã được lệnh sớm 15 phút. Nhóm người nhái sẽ không có đủ thời gian để loại bỏ mục tiêu trước khi nổ súng diễn ra. Chỉ huy Carson đã không thể cảnh báo cho các người nhái. Chiến tranh sắp sửa nổ ra và các người nhái của SEAL đang bơi vào trung tâm cuộc chiến đó.